Đó. Đây là một cái đồng ruộng. Đó, sau chùa mướp nè. Đánh đồng ruộng. Đó. Con bò. Thấy con bò ở cả nhà. Đó. Mà hai lên lại chứ mà hai. Có lên đây không? Có lên lại ông Di Lạc không? Mở lên đường đó đi. Lên lại ông đi. Đó, đi xuống kia đó bên đó mấy cái giòi là chỗ cá, mấy cái giòi là nuôi cá đó, mua thức ăn dục xuống cho cá ăn được 6 chỗ. Sau chùa mốt có một cái gánh đồng lúa việt để đồng quê ngồi đó.
đây có quy, mình đi coi quy coi bãi bản đó. Kính chúc quý khách bình an. Một cây vú sữa. Dạ. Cá bên đó kìa. À, mới quá kìa. Đây bèo, bèo cá sáu chỗ, một cái hồ, một cái hồ này là mỗi như chỗ cái phong tên nước đó là cá nó lên như chỗ phong tên nước đó, bông sen Việt Nam đặc nhất có tên nước hồ, dạ lú sen lên đây. Bây giờ lục bình nè, lục bình người ta làm nón nè, ta làm nón với vỏ sách ra bằng lục bình, ta dưỡng lục bình, ta rãng lục bình lại nè. Được không? Được. Ông phải đi lạc rồi bệnh.